Lý do, Tiến Linh ở Bình Dương đang ở vùng dịch, nếu ra Hà Nội sẽ buộc phải cách ly tập trung 14 ngày. VFF đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và Bộ Y tế cùng các ban ngành liên quan, đề xuất cho Tiến Linh đã tiêm đủ 2 liều vaccine, được áp dụng ngay cơ chế cách ly bong bóng. Như vậy, Tiến Linh có thể ăn ở, tập luyện ngay trong khuôn viên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thay vì cách ly 14 ngày, tại khu tập trung có 6 đến 8 người trên một phòng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, VFF vẫn chưa nhận được hồi đáp. Nếu được chấp thuận, Tiến Linh sẽ chỉ có đúng một tuần trước khi tuyển Việt Nam chính thức lên đường vào ngày 26 tháng 8. Chừng đó thời gian là không đủ để Tiến Linh lấy lại thể lực sau 2 tuần cách ly tập trung, trong khi anh đang là chân sút quan trọng nhất hàng công khi ghi đến 5 bàn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.